Hello everyone. Hello everybody. I would like to give out the free disposable food service gloves. I will talk in both languages, English first part and the Vietnamese the second part, because I'm in Vietnamese and I hope Vietnamese people can understand as well. Even a lot of people speak English, but some people they order and they probably understand less. Why I'm doing this? Because one day my husband and I went to the grocery store, and when we were waiting in line to get checked out, I saw a few customers in front of me who were afraid to touch the pin pad that you put in the credit card and punch in the pin number. One of them use the paper to cover the pin pad and then punch in the number. And when I see it, I feel so cutie. I don't know why. Because my hand, I wear gloves. And then the next customer, pretty much the same thing. She didn't want to punch in by her finger. She asked the cashier to punch in the pin numbers for her because she said that she didn't have gloves on her hand, so she afraid to touch. At home, I always have those type of gloves. Not that many, but I have a box of about 20 small boxes in there, a big case with 20 small boxes in there. It lasts very long. It's single use, thin but single use. Normally my husband, you know what he's doing? Every time that he eats or he touches the food, he wears those type of gloves, just like this. Easy. See? Yeah, it's so easy. Look at this. Yeah. He open it. I use all the time. I use both. It's very easy to use. Throw away. So now the good time and useful because it's a COVID-19. So most people didn't want to touch anything. Even they go to the bank or they go to the supermarket or anywhere, they don't touch. Or even the elevator, they don't want to touch. They just go there and use the pen or whatever. But I feel ATM, like everything. Yeah, I feel ATM, like this glove. Yes. See, it's thin. But I like this glove because you can throw it away and you don't waste money. But the lip is strong. To me, it's strong. See, look at me. Yeah, yes. It's strong. It's strong. For us, it's strong and it's good. Yeah. Yeah. See like this? Yeah. So I can't afford to get the expensive one, especially the one for medical use. It's so expensive. But like, I can't afford to use every day or to give it out. So I decided to get this. It's convenient and it's good for everybody. So last time, I know you're gonna ask me why I give it out right now is the COVID-19 stay at home order. So about a month ago, almost a month ago, it was on the 20, March 20. I purchased a whole bunch, almost 800 bottles of hand sanitizer to give out to the public. And all of a sudden, they have stay home order on the 19th of March. So I have to cancel the event. I couldn't give it out. I get all to the sheriff department in Sacramento and Elk Grove. They send me the letter like this. I would see, this is from the sheriff department and the person is Scott Jones, sheriff. I think they split half and half to different locations. Donation to Elk Grove department strip and this one is I think they split. That's why I got it from Sacramento sheriff department to say thank you to him. That's what he sponsored. So before I purchase, to be safe, because I don't want to cancel anymore, so I recall. And also, before that, we bought about 2,200. Oh, that's the mask. Oh, yeah. Yeah, that's when we get to. We don't want to say about that anymore. We donate it too. So before I purchase, I see a lot of people out there to buy stuff. So I asked, why don't we do this stuff for them? Because they're still out and a lot of people don't have gloves. Yes. Some people do, some people don't. So I called the Sacramento County Health Department and asked them about the policy, how to give out free items. I also told the health department that I will give it out, but only time that if they stay in, they're gonna drive by and they stop by, open the trunk, please stay in your car, don't get out. Yeah, I told the health department when they arrive, stop in front of the address that I give it out, open their trunk, and to put two box in your car and we close my husband. Trunk. Please don't get out, stay in your car, please. My husband gonna put stuff into your trunk
and close the trunk, and then that's it. Yes. And then the health department say yes, that's good, that's okay. Good news. So that's why my husband purchased 25 cases of these. 25 cases. You can see one case had 20 boxes in there, and one box had 500 gloves. So you can use about 500 times, or if you bow hands, can be 250 times. Just again, 20 boxes per case, and he got 25 cases, which is 500 boxes. His box had 500 gloves. Initially, we plan to give out one box per family, but your time is important. So Kevin decided to give two boxes per family. So if you stay in the car, then we did rub it in there. Stay in your car, please. Yeah. So per family have two boxes, which is equal to 1,000 gloves. 1,000 gloves for two boxes. See right here? Yes. Let me show gloves to you. Does it look like this? And this one has 500 disposable food service gloves. And this is a thin glove. I open it for my cell use. And also, this is medium size. I didn't think about the other size, so I order only one medium size. So let me go back here. So if you like this, if you need this, because some people might not like, but if you like, if you need, stop by and get them. Please stay in your car, please, please. Yes. Love to put two boxes yes. in your trunk. Yes. Stay in your car, please. And because we only have enough for 250 families, which is two boxes per family. So if you get it, so the next can be the next family. So please, only one family have two boxes. As you say, please stay in your car, open your trunk. My job to put two box, that means 1,000 club in your trunk, and then I will close your trunk. Take care. Thank you. Sorry, now the time I'm going to say in Vietnamese, and it's my language, so I will say in Vietnamese that. For some people not understand English, they will follow, and I will get back to you later, okay? Dạ, xin chào các bạn. Dạ, xin chào mọi người. So, ông xã mình nè, dự định là đưa cho ra là free cái bao tay mà dạ, food tặng. Service á, tặng á, mà bao tay này là mỏng nha các bạn, chỉ dùng một lần rồi bỏ nha. Tại sao mà ông xã mình làm như vậy, với mình nghĩ như vậy? Thứ nhất là Kiệt dùng mỗi ngày, lúc mà Kiệt ăn hay bóc cái gì là Kiệt dùng every single day, mỗi ngày luôn các bạn. Với lại các bạn biết không, bố hôm mà mình nói là mình đi trở lại đó, thì mình có thấy có nhiều người đứng trên cái hàng á, mà khi mà bấm cái pin pad á, bấm cái thẻ, bấm cái số mật mã ATM vô á, số mật mã đó, yes. Người ta không có chịu bấm, có người thì cầm tờ giấy che lên cái pin pad rồi xong mới bấm bằng cái tay. Mình thấy tội nghiệp lắm, mà tại vì mình có class mà, mình thì có nhiều ở nhà, mình mua một box giống vậy nè, mình mua một box như vậy là mình xài ở nhà rất là lâu, tại vì một box vậy là có 20 hộp, mà một hộp là 500 cái, thì các bạn nghĩ đi, cái này là 10.000 cái một hộp nha các bạn, một thùng vậy đó, một cái thùng vậy mình có nhiều, thành ra mình cảm giác rất là tội. Rồi đến người khác á, thì mình cũng thấy người khác nữa, là khi mà người ta tới mà chuẩn bị bấm tiền á, người ta chùi cái thẻ đúng, người ta đưa cái thẻ vô, nhưng mà người ta không có dùng tay bấm, người ta nhờ cái người mà bán hàng á, người cashier, đó, cashier đó. Người bán hàng á là bấm dùng, mà cái số mật mã các bạn biết mà, của ai người đó xài, tại sao mà nhờ người ta. Thì mình nghĩ thôi, khi mà mình đi về thì mình nói thôi vậy thì. Và không những vậy nha, sorry honey, không những vậy á, lúc mà Kiệt chạy ngang mà ha, Kiệt đi lấy thơ á, Kiệt thấy những cái người ta neighbor của mình, láng giềng của mình á, người ta không có bao tay, người ta phải dùng cái tờ giấy napkin á, mở cái thùng vô, mở thùng ra. Đó, lý do vậy là vợ chồng mình mới có lý. Nhưng mà có, cái dạ. Anh nhưng mà cái đó thì không có tiện bằng cái bao tay đúng không? Đúng bao rồi, tay thì anh xài anh dục thôi. Yes. Tại vì bây giờ có nhiều người đâu có cái rửa nửa tay đâu, xài cái dục. Đúng rồi, nhưng mà thường thường người ta nói về nhà cũng phải rửa tay thôi, chứ dù đâu tay về nhà cũng phải rửa tay. Mà đặc biệt là bây giờ cái thời của vi khuẩn COVID-19 này nè, thì mình với ông xã xài cái này rất là nhiều lần. Tại vì mình cứ ra đi, các bạn biết đi máy ATM nhà băng á, xài xong là dục. Cứ vậy đó, xài xong dục, hay là đụng vô cái gì mà ngoài đường á. Nhất là đi các bạn đi shopping car, đi chợ, để chở chiếc xe đẩy đó,
rất là quan trọng. Dạ, cứ xài đi rồi dục thôi. Tại vì nếu mà mỗi gia đình được hai hộp này là được 1.000 cái lần. 1.000 cái là nếu mà xài hai tay là được 500 lần. Thì 500 lần nhiều khi chưa có 1-2 tháng là vi khuẩn nó hết rồi. Thì mình đâu cần xài nữa. Mình để đúng rồi. Đồ ăn, kiểu ở nhà là ăn đồ ăn bóc. Nhưng mà các bạn biết không, nó rất là mỏng nha. Để mình cho các bạn coi nè. Cái nãy là anh dục rồi nè. Các bạn coi nó rất là mỏng. Mà cái loại này, size này là size medium nha các bạn. Nó mỏng lắm nhưng mà mình thấy rất là là mạnh á, tức là nó chắc á. Nè anh xài thử đi. Rồi nè các bạn, cho mình kéo cho các bạn coi nữa nè. Nè đây nè. Mà tùy sức mạnh á, nhiều khi anh yếu anh kéo không được. Cái này nhưng mà anh mang qua cho các bạn coi. Đây nè, thấy không? Mình kéo ra rồi, các bạn thấy nó rộng ghê chưa? Nè, đây nè, đó mình kéo ra như vậy nè. Nè các bạn coi nè. Mình mang vô. Đó. Các bạn mang Mỹ, vô. Nó, thấy không? Thấy các bạn thấy không? Đó, cái này là bao tay, là minimum bao tay nha. Cái đó các bạn thấy không? Medium, dạ. Yeah. Đây nè, đó. Dạ. Tại để không biết mình lấy chai nước mình đổ vô nó còn ấy, nó dày đó. Anh đổ thử nước đi. Anh đi đổ thử nước, dạ. Vì các bạn biết sao không? Với với thêm một điều nữa là mình nghĩ mà mình mua mấy cái bao tay mà đắt tiền quá thì nó uổng đi, mà bây giờ rất là hiếm mà rất là đắt. Thôi thì mình xài cái này đỡ đi, tạm thời đi. Mặc dù là nó không an toàn bằng cái kia nhưng mà mình đụng mấy cái đồ nhỏ nhỏ thôi, đồ đơn giản thôi, như là bấm số ATM hay làm gì rồi đẩy sao mình ra. Đẩy chợ nè. Dạ, là mình ra rửa tay. Rồi hay là lấy thư lấy rồi vậy thôi. Chứ mình đâu cần mua bao tay kia, bao tay kia là bao tay y tế mà đương nhiên nó chắc hơn rồi. Nhưng mình xài cái này được, xài được nhiều lần phải các bạn. Xài cái kia nó dày nhưng mà nó bất lợi cái như thế nào? Giống như là Honey đi nhà băng đi, không đi đụng vô mà nhìn mình đâu biết trong đó nó có la virus, mình về mình bỏ lên xe nhiều khi con mình đụng vô nó lại lây. Nhưng mà cái đúng này rồi. Lại khác nha các bạn, mình dùng. Các bạn khinh thường cái này á, nhưng mà không phải là khinh thường nha, nhỏ có vỏ nha, mình dùng cái này xong rồi vô mình dùng, tại vì mình có 1.000 cái mà tại sao mình giữ làm gì. Sĩ lý do vậy mà vợ chồng mình ý kiến là cái này đó. Thế là lý do mình mua cái này nữa các bạn, cũng là thêm một lý do nữa là khi mà người ta, mình ở nhà mình nghe nói stay home order mà mình thấy người ta vẫn đi ra ngoài, vẫn xài, giống bữa hôm mình nói mình đi chợ một lần đó, người ta vẫn đi ra chợ vậy thì mình nói ô tại sao mình không mua những cái này để mình phát cho người ta. Nhớ thì, không? Nhớ hồi lâu mình khá phát đúng cái rồi, nước, phát rửa, cái tay nước rửa tay đó cũng một cái đó là một lần, nhưng mà cái đợt đó là buồn lắm tại vì ra cái stay home order. Nhưng mà đợt này thì mình khôn hơn một chút. Mình khôn hơn, mình gọi cái health department của health department của County Sacramento á, thì mình gọi 311 trước, rồi xong đó mình gọi health county Sacramento County Health Department á, thì nó nói là, thì mình hỏi làm sao để mình đưa ra fee, bây giờ cái stay home order như vậy làm sao mình đưa ra fee cái này được. Với lại mình cũng nói với người ta là mình sẽ, ai mà tới nhận á là sẽ đậu xe đằng trước rồi mở cái cốp xe lên, cái trân á, mở cốp xe hoặc là trân lên, mình sẽ bỏ vô trong đó. Các bạn xin lưu ý với hợp tác với Kiệt dùng nha. Các bạn chỉ cần chạy tới cái địa chỉ, Linda chuẩn bị sẽ chia sẻ cái địa chỉ. Nhưng các bạn nên nhớ, các bạn xin vui lòng ở trong xe. Và các bạn chỉ cần mở cái cốp xe ở ngoài sau, nhiệm vụ của mình. Mình sẽ đem hai cái hộp, mỗi hộp có 500 cái, hai hộp là 1.000 cái. Kiệt sẽ bỏ trong cái trân xe, trong cốp xe của các bạn đó. Và Kiệt đóng cái nắp lại, rồi các bạn đi về, rồi kế tiếp, người kế tiếp tới lãnh. Xin các bạn lưu ý, đừng ra, bước ra khỏi xe, nên ở trong xe, nhiệm vụ của mình sẽ bỏ vô và mình đóng cốp lại, các bạn cứ chạy tiếp tục. Dạ các bạn, thì health department nói là ok, nếu mà như vậy thì ok. Sau đó bắt đầu mình đi mua những cái này. Dạ, mình đi mua cái này để mình tặng. Thì mình mua, ông xã ông mua là 25 thùng bự như vậy đó các bạn. Mà mỗi thùng là có 20 box, tức là 20 hộp như vậy. Mỗi thùng như vậy á, là nó có 20 hộp giống vậy nha các bạn. Một hộp mà một hộp là 500 cái. Thì ban đầu á, là ông xã mình định là chỉ đưa ra một người, một gia đình là một cái hộp thôi, tức một chiếc xe đó. Nghĩa là có thể cho 500 người. 500 family đó, yes. Nhưng mà sau đó thì ảnh nói thôi, thời gian người ta quý trọng, quan trọng đó. Thôi mình đưa 2 box để cho người ta xài đi. 2 box 1.000 cái trong đây. Đúng rồi, yeah. Như vậy là chừng này á, mình mua ảnh mua là 25 case như vậy đó, các bạn thấy nó dài không? 25 case như vậy. Mình gọi anh 2 tại vì anh là con đầu. Lộn. Thì 25 như vậy là được 500 hộp giống vậy, 500 hộp như vậy. 500 hộp như thế này mà một hộp là 500 cái. Mà chia cho mỗi người 2 hộp, tức là mình sẽ làm được cho 250 family, tức là 250 gia đình nha các bạn. Thì các bạn là
Nếu ai có nhu cầu. Nếu các bạn thích á thì 250 family đó là 250. Mà nếu các bạn á cần á hoặc là thích á thì các bạn cứ ghé tới lấy nha. Nhưng mà ở trong xe nha các bạn, stay in your car. Chỉ open cái trunk thôi. Rồi một lần đó nữa xin Kiệt xin nhắc lại. Sau khi mà các bạn tới ở trên địa chỉ mà Linda cho rồi đó, các bạn chỉ cần mở cái cốp xe các bạn ra, nhiệm vụ của Kiệt hay là nhiệm vụ của Linda sẽ lấy hai cái hộp, trong đó có 1000 cái bao tay, tất cả bỏ, tất cả là bỏ trong cái trunk của các bạn, và Kiệt sẽ đóng lại rồi các bạn đi về, người kế tiếp tới lấy. Các bạn xin các bạn ở trong xe, đừng ra khỏi xe. Nếu các bạn ra khỏi xe là mình không có tới được. Dạ đúng rồi, mà không ra khỏi xe thì không có được. Và địa chỉ bây giờ mình cũng nói luôn là địa chỉ mà tụi mình cho cái phi cái này á, là 2826 Yreka, để mình spell nha, Yreka Sacramento, California 95822. Nói lại nha, 2826 Yreka là Y là chữ Y dài đó, R chữ E chữ K chữ A Avenue Sacramento 95822. Mình nói hai thứ tiếng luôn nha, 2826 Yreka, Yreka Avenue Sacramento California 95822. Và thời gian để mà phát á là from từ 11 giờ sáng đến 1 giờ chiều tùy. Nếu mà cái này hết rồi thì thôi, mà nếu mà còn là mình phát trong giờ đó đó, tức là người nào tới trước thì lấy trước nha các bạn. Nhớ lại nha, mình nhắc địa chỉ nè, 2826 Yreka Avenue ở Sacramento 95822, ngày thứ bảy, May 2nd, ngày thứ bảy là ngày 2 tháng 5, thứ bảy ngày 2 tháng 5 năm 2020, từ 11 giờ AM đến 1 giờ PM, trừ nếu mà còn nếu hết thì mình sorry, nhưng mà hy vọng là các bạn tới sớm thì lấy sớm, tại vì mình cũng thông báo cả hai thứ tiếng thì ai cũng... Get back to English, please. So, bây giờ cảm ơn các bạn nha. Nếu các bạn có thời gian á thì ủng hộ dùm channel của ông xã mình nha. Cảm ơn các bạn thiệt là nhiều. Bấm chữ subscribe á. Bấm chữ subscribe nha. Hãy chữ đăng ký subscribe tiếng Mỹ đó. Dạ cảm ơn các bạn. Đó, nhưng mà chuyển sang màu đen đồng nghĩa là các bạn đã ủng hộ rồi. Dạ. Cảm ơn trước. Dạ, bây giờ mình sorry, mình phải trở lại nói tiếng Anh nha. Nói tiếng English. Hi everybody, sorry. I have to get back to you. Sorry about my language. Thank you very much for waiting for my talk. Yes. So now, please cooperate. Please stay in the car when you arrive. Stay in the car only. Just open your trunk and we put in there and we close trunk for you. My job to put 2 box 1,000 club to your trunk. I will close it. Thank you. Take care. And yes. And the address will be 2826 Yreka. As Y as in York, R as in Robert, E as in elephant, K as in Kim, A as in Apple, Avenue, Sacramento, California, 95822. And the date will be Saturday, May 2nd, 2020. Again, May 2nd, 2020. It is Saturday. It's coming in about almost 2 weeks from today. And the time will be from 11 a.m. to 1 p.m. depends how the product is available. Again, let me repeat the address again one more time. 2826 Yreka Avenue. Y as in York, R as in Robert, E as in Elephant, K as in Kim, A as in Apple. Sacramento, 95822. And the date will be Saturday, May 2nd, 2020. So almost 2 weeks from today. And the time would be 11 a.m. to 2 p.m. depends on the product last. First come, first serve, so please cooperate. And if you have time, please subscribe my husband's channel. Please support him. Please, please, surprise on the lap. Thank you. And I hope you have a wonderful night. Because right now, it's almost 9 o'clock p.m. Thank you. Thank you so much for everybody to support my channel. Bước trong âm thầm. Thì con cũng xin cảm ơn tất cả bà cô bác anh chị và đồng hành cùng con YouTube, kênh YouTube là Bước Chân Âm Thầm. Nếu có gì sơ sót xin mọi người rộng lượng tha thứ bỏ qua cho, và hẹn gặp lại các video kế tiếp.
Bye bye. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Bye bye. See you next video. See you.